Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Hiện nay, thị trường laptop gaming là một thị trường rất rộng và đầy tiềm năng. Và ngoài để chơi game ra thì những chiếc laptop gaming còn có thể làm được gì khác? Liệu nó có thể làm đồ họa tốt hay không? Hãy cùng tìm hiểu với mình trong video này với một mẫu laptop gaming ở trong phân khúc giá 30 triệu đồng nhé! Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồng bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượn thì hãy tới ngay hàng Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của hàng Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Và để đồng hành với chúng ta trong video lần này, mình có mang đến một mẫu laptop gaming, đó là chiếc Asus GL703GE. Đây là một mẫu laptop rất nổi bật nằm trong phân khúc giá 30 triệu đồng, không chỉ bởi thiết kế của nó mà bởi những gì mà nó mang lại. Tuy là laptop gaming, phần cứng bên trong nó cũng hướng tới việc chơi game là chủ yếu, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những gì mà nó có để xử lý những tác vụ liên quan đến đồ họa hay làm việc. Như các bạn có thể thấy, chiếc máy có một thân hình rất lớn, điều đó cũng có nghĩa là nó có thể làm được nhiều điều khác ngoài chơi game. Bởi vì một thân hình lớn đồng nghĩa với là một màn hình lớn, tản nhiệt lớn cũng như là nội thất vô cùng rộng rãi. Màn hình của máy rộng 17 inch 3 rất ấn tượng bởi trong phân khúc giá 30 triệu đồng này thì bạn chủ yếu tìm được những chiếc máy rộng 15 inch 6 mà thôi. Với một kích thước lớn như thế thì các bạn có thể quan sát một cách chi tiết hơn mà không phải ngồi quá gần. 17 inch 3 tuy lớn nhưng vẫn có thể đảm bảo được tính di động cho bạn. Nó có cồng kềnh thật nhưng hy sinh vì làm việc thì cũng đáng. Vì kích thước khá lớn nên viền màn hình có dày một chút, mình thấy vẫn khá cân đối. Thực ra là Asus có thể làm mỏng đi một chút thì ok hơn, nhưng như thế này thì cũng đã rất ổn rồi. Về thông số thì đây là một màn hình Full HD có chi tiết ổn trên kích thước 17 inch 3. Nếu ngồi dùng ở khoảng cách thông thường thì nó hoàn toàn không rõ, cùng tấm nền TN nghe thì tưởng thường thôi. Nhưng có một thông số các bạn nên để ý, đó là tần số quét 120Hz, rất mượt mà và có thể coi là một điểm cộng lớn trong phân khúc giá 30 triệu. Nó làm cho việc chơi game hay những thao tác thông thường của bạn trở nên mượt mà hơn. Đấy là chơi game, còn làm đồ họa thì sao? Mình đã chấm thử qua Spider 5 thì nó cho giải màu rất rộng, lên tới 100% sRGB và 88% Arup RGB, độ sáng 270 nit và độ tương phản trên 1000:1. Nghe qua là đã thấy như là một mẫu màn hình cao cấp rồi. Các bạn cũng nên nhớ là cả MacBook Pro 2016 cũng tương đương 100% sRGB và 90% Arup RGB. Giải màu của Asus GL703GE tuy rộng nhưng lại có độ lệch tông khá nhiều. Nhưng cái này khắc phục rất đơn giản và chỉ mất các bạn khoảng 10 phút để cân chỉnh lại bằng Spider mà thôi. Trong quá trình dùng thực tế, khi nhìn trực diện phải nói là nó rất đẹp, độ tương phản tốt. Màu sắc đẹp, giải màu rộng nhưng góc nhìn hẹp là trở ngại rất lớn cho các bạn trong quá trình làm đồ họa bởi tấm nền TN. Chỉ cần các bạn nhìn nghiêng thì màu sắc sẽ bị cháy. Nếu các bạn nhìn thẳng màn hình thì sẽ không sao, còn nếu mà thích nhìn nghiêng thì góc nhìn lại không được ổn cho lắm. Cấu hình của phiên bản Asus GL703GE mà mình đang có ở đây chạy CPU Intel Core i7-8750H 6x12 luồng xử lý. Ngoài chơi game tốt thì nó làm đồ họa cũng không hề tệ một chút nào. Với cặp đồ họa rời GTX 1050 Ti cũng sẽ nâng hiệu năng làm đồ họa của các bạn lên rất nhiều. Dung lượng RAM trung bình là 8GB, nếu các bạn chỉ chơi thì ổn nhưng để làm đồ họa, mình khuyên các bạn nên nâng cấp thêm 8GB nữa để sử dụng thoải mái hơn. Với chiếc máy này có một điểm cộng rất lớn về mặt lưu trữ là nó có cả SSD và HDD. Tuy ổ SSD đi kèm của nó chỉ là ổ SATA 128GB nhưng nó cũng giúp máy mượt mà hơn ổ cứng cơ rất nhiều. Nhu cầu của các bạn mà cao cấp hơn thì có thể nâng cấp lên những ổ SSD cao như M2 NVMe, chỉ cần có tiền nâng cấp là được. Với một vài benchmark đơn giản như Cinebench R15 để xem i7-8750H mạnh đến đâu, các bạn có thể thấy là i7-7700HQ hoàn toàn không có cửa thắng, còn i5-8300 đương nhiên cũng không có cửa luôn. Với 6 nhân thực, sức mạnh của i7-8750H là quá lớn và nó thực sự là một cải tiến lớn về hiệu năng của Intel trên laptop, nhưng lại là mức cải lùi về nhiệt độ vì mình thấy i7-8750H này còn nóng hơn cả i7-7700HQ khá nhiều. Tiếp tục với bài V-Ray benchmark để xem khả năng render 3D của Asus GL703GE như thế nào khi chỉ sử dụng GPU. Vì trong tầm giá này, các bạn có thể thấy các có hãng thì dùng 1050, có hãng dùng 1050 Ti. Rất may mắn cho người dùng của Asus khi ưu ái cho GL703GE sử dụng 1050 Ti. Kết quả như các bạn có thể thấy trên bảng là GTX 1050 Ti nhanh hơn khoảng 25% so với GTX 1050. Điều này cũng khá dễ hiểu khi mà thông số phần cứng nhỉnh hơn khá nhiều. Các bạn nếu như chọn GPU để làm đồ họa nên để ý điều này.
Chuyển qua sử dụng các phần mềm của Adobe như là Photoshop, Premiere hay là Lightroom, mình nhận thấy điểm yếu của chiếc máy này đó là RAM 8GB thì khá là ít. Các bạn khó có thể sử dụng cùng lúc nhiều chương trình với nhau, nếu mà nâng cấp lên RAM 16GB thì sẽ tốt hơn. Về Photoshop và Lightroom, mình hoàn toàn có thể làm một cách bình thường, có thể nói là nhanh bởi vì con i7-8750H khá mạnh và xung nhịp đơn nhân cũng cao. Khi chỉnh sửa màu sắc với nhiều file RAW một lần, mình vẫn thấy sự delay nhất định, một phần là do thiếu RAM nhưng mà là chấp nhận được với tầm giá chưa tới 30 triệu rồi. Chuyển qua với Premiere, khi mình thử sức một project 4K, điều đầu tiên mình nhận thấy là các bạn nên nâng lên 16GB nếu muốn làm việc một cách thực sự chuyên nghiệp. Sức mạnh của cặp đôi i7-8750H và GTX 1050 Ti là đủ cho những video vlog hay cả những video review trên độ phân giải Full HD. Cùng với việc có SSD sẵn nên các thao tác như mở shot, import hay xuất file của mình rất mượt mà, không bị chậm như HDD. Về khả năng render, sau khi hoàn thành project, GL703GE khá ngon vì khi mình render xung nhịp đa nhân của nó vẫn có thể chạm mức 2.8GHz. Kết quả thời gian render cũng có thể coi là ấn tượng khi nhanh hơn khoảng 20% so với i7-7700HQ. Nói chung về hiệu năng làm đồ họa của GL703GE, các bạn chỉ cần nâng thêm 8GB RAM nữa là được, không cần nâng gì nhiều. Trong lúc làm việc thì mình nhận thấy nhiệt độ của chiếc máy này rất là cao, thậm chí có một số chỗ bạn khó có thể tiếp xúc trực tiếp bằng tay, ví dụ như là phần trên bàn phím như thế này. Khi đo bằng camera nhiệt độ thì nhiệt độ của máy còn có thể lên tới hơn 50 độ C. Lúc mình đo bằng camera nhiệt nó có thể lên tới tận 50 mấy độ. Tuy nhiên, có vẻ Asus đã hy sinh sự cách nhiệt để đổi lấy nhiệt độ phần cứng mát mẻ. Khi mình chỉ có render Premiere thôi thì nhiệt độ CPU cũng chưa đến 80 độ, mà laptop chưa đến 80 độ thì vẫn được coi là mát. Mình hoàn toàn tự tin cho nó render mà không sợ nóng. Chỉ có duy nhất khi mình stress nó bằng Prime 95 và Full Max thì mới lên trên 80 mà thôi. Tổng kết lại, với 30 triệu đồng, việc trang bị một chiếc laptop gaming thay vì một chiếc workstation thì có tốt hay không? Câu trả lời của mình là có, bởi vì một chiếc laptop gaming có cấu hình rất mạnh, mà giá thì chỉ bằng phân nửa một chiếc workstation có cấu hình tương đương. Ngoài ra, các công việc của nó hoàn thành rất tốt, cũng như xử lý ảnh và làm phim một cách mượt mà. Ý kiến của mọi người như thế nào? Hãy comment ở dưới video này nhé! Cũng đừng quên like video và subscribe channel của Hà Nội Computer, bởi vì chúng mình có rất nhiều chương trình giveaway thú vị dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại!